Rồi cả bạn nhỉ, theo một số cái đóng góp ý tưởng làm video cho mình thì các bạn yêu cầu mình nấu cơm với xì tố dưa hấu. Thì hôm nay để thực hiện video mình sẽ nấu thử cái dưa hấu các bạn, xay ra để nấu cùng với cơm các bạn nhé. Sẽ tiến hành cắt dưa hấu cho vào máy xay. Rồi sẽ ra cái hành xay mình đã xay xong sinh tố dưa hấu rồi. Mình tiến hành nhà lọc hạt như bỏ lại cho nấu cơm mình nhé. Bây giờ mình sẽ vo vạ qua được các bạn. Video trước của mình là mình pha mì tôm, mì heo tôm với sợi tinh ăn uống ăn xong rất là ngọt các bạn. Mình thử nấu cơm sinh tố dưa hấu xem như nào các bạn nhé. Sẽ lọc trực tiếp luôn. Bạn thấy không? Tố đấu khi xay ra rất là đỏ các bạn. Đấy. Mình làm cuối cái lượng nước để cho nước cơm. Các bạn nhìn thấy không? Nước cơm bây giờ rất là đỏ các bạn. Giống như hôm nọ mình pha mình tô với nước sợi tinh. Đấy. Rất là đỏ. Để thêm chút nước cho vừa lượng nước. Mình sẽ cho được cơm lên bếp nấu các bạn nhé. Mình bật bếp nấu. Khi nó sôi mình sẽ tiếp. Đây các bạn này. Mình cơm vẫn sôi các bạn. Mình ghế lên cho các bạn xem nhé. Còn màu đỏ rất đẹp. Bây giờ đa số nấu bằng nồi cơm điện các bạn. Nấu cơm bằng bếp ga rất là khó luôn các bạn. Phải rất là khéo. Các bạn thấy không? Đấy, cơm còn chín các bạn này, một màu hồng hồng rất là đẹp các bạn. Đấy.
mùi của dưa hấu bốc lên rất thơm, chút nữa là ăn được các bạn. Lần đầu tiên ăn nấu thử cơm với sinh tố dưa hấu các bạn. Chút nữa là ăn đã chín. Mình đang đun rất là nhỏ lửa cho nó chín từ từ. Đây cơm đã chín rồi các bạn. Đấy, mình sẽ xới cơm ra ăn thử các bạn nhé. Đấy. Cơm chín rất ngon. Đấy, mình sẽ xới cho bác ăn thử. Sinh tố dưa hấu khi nấu cơm này nó có bị đường các bạn. Đấy. Mình đun hơi lâu chút là nó hơi bị cháy, mà lúc mình ngửi hương vị rất là thơm ạ. Các bạn nhìn hai mình đun hơi lâu tí nó cháy nhưng mà rất là ngon. Mình sẽ ăn thử xem hương vị như nào các bạn nhé. Cơm mình đã nấu chín rồi các bạn thấy màu hơi ngả hồng hồng đấy. Rất là thơm đấy. Mùi cơm này khi nấu với sinh tố dưa hấu này nó thơm như nào khi mình nấu với khoai khô các bạn đấy, một mùi cái hương vị rất là giống nhau. Xin mời tất cả mọi người nhé, ăn thử mấy món cơm nấu với sinh tố của dưa hấu của mình nhé. Ngon các bạn, nấu sinh tố cái vị nó ngọt ngọt nhưng mà không ngọt đậm, nhưng mà vừa phải. Cơm chín rất đẹp. Đồ lắm mình không nấu bằng bếp ga, đa số là nấu bếp điện các bạn. Này mình nấu bằng sinh tố dưa hấu, mình nấu thử cái bếp ga thế nào nhưng mà hơi bị cháy đen tí mà không sao các bạn. Cơm chín rất ngon. Để nóng một cái bạn đi theo dõi cái món mình pha mì tôm với nước ngọt sả tinh thì các bạn yêu cầu là mình nấu thử cơm với sinh tố dưa hấu, và hôm nay mình nấu thử và ăn thử các bạn. Nói chung là rất là ngon. Cơm nấu với sinh tố dưa hấu nó một vị thơm rất đặc biệt. Ngọt. Mình sẽ ăn hết chỗ này các bạn nhé. Đây, các bạn em mình đã vừa ăn xong bát cơm nấu một sinh tố dưa hấu rất là ngon, rất là ngọt các bạn. Nếu mà bạn nào mà thích thử nghiệm, thích trải nghiệm giống như mình thì có thể nấu như mình các bạn đấy, xay sinh tố ra đầu trộn với gạo rồi cho lên bếp mình nấu, nấu xong mình ăn thử xem cảm nhận giống mình không. Thì nếu các bạn xem video của mình thấy hay thì hãy like, chia sẻ và ủng hộ kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.
Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nhé. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.